Hello, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của mình nha. Thì video hôm nay mình muốn mang tới cho anh em một cái tin vui, đó là mình ngày hôm qua đã đạt được con mốc 20.000 subscriber rồi anh em ơi. Thì rất cảm ơn anh em đã xem video và ủng hộ mình. Mong rằng dịch nhanh hết để mình làm những video sinh tồn núi rừng hoặc là trải nghiệm ở ngoài cho anh em xem. Tại vì bây giờ dịch đó nên là mình đi ra ngoài mình quay nó cũng hạn chế, anh em đi đâu có được đâu, nên là mình chỉ quay được trong đây thôi. Thì rất cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình nha. Đây, hôm nay mình có mua 150 cái trứng cút đó về mình ăn mừng nha anh em. Tại mình định mua con gà gì nướng hoặc là hấp gì đấy, nhưng mà bữa giờ làm cho Tiến á thì anh nó ngán rồi anh em ơi. Đó, bây giờ mình sẽ luộc trứng cút lộn, trứng cút luộc xong rồi mình bóc vỏ, mình xiên vô que, rồi bắt đầu mình chiên giòn nha anh em. Chiên giòn bên ngoài mà bên trong cánh là nó bở bở có cái lòng đỏ ấy, ăn cực kỳ ngon luôn. Đó, đi vô luộc cái này à. Diễm nó chưa chín mà ăn nốt sắn đây được bao nhiêu cái trứng cút cũng được, nhưng mà bụng ngày hôm nay nó không có tốt. Không, đi vô luộc nữa đi. Đây, mình đem trứng cút mình vô mình luộc lại nha anh em. Nãy mình đem vô mình luộc rồi mình bóc vỏ sẵn luôn rồi anh em ơi. Giờ mình sẽ xiên vào cái be ha. Rồi mình đem mình đi chiên. Xiên cái lồng. Sao một 150 cái trứng cút mà sao nhìn ít vậy ta? Tại vì trong thời gian luộc á nó đi vào dạ dày của những người luộc á. Thế anh có luộc không? Anh ơi, em đâu có thấy anh luộc đâu, mà lúc luộc em đâu có thấy đi vào dạ dày ai đâu. Thì nó đi vào dạ dày của anh lúc nó đang còn trên bóp à. Hèn gì. Thằng nghĩ giờ nhìn 150 cái xín đây mà. Anh đúng không? Anh đó. Thì ngày xưa mà mình ở trong Bình Định này anh em, mình mà đi ăn đám giỗ ấy, còn ở nhà người ta làm cái món đó là hột vịt lộn chiên. Hồi giờ anh được ăn món đó chưa? Hột vịt lộn chiên ấy. À, đám giỗ ấy. Đám giỗ có cái món hột vịt lộn chiên. Người ta luộc lên xong ấy. Rồi người ta không biết có bỏ lốp gì không, em biết. Do hồi xưa nhỏ mà. Tao biết là có bỏ lốp bột hay lốp gì đó không. Nhưng mà ăn ngon lắm. Ngoài thì nó giòn giòn giòn. Bên trong thì nó mềm mềm. Ngon lắm à. Ngon lắm. Thì dịch bệnh tình hình khó khăn á anh em. Nên là mình chỉ ăn mừng bằng trứng cút thôi nha anh em. Khi nào mà hết dịch đi, mình được ra ngoài ấy, mình sẽ quay mấy cái clip ở ngoài cho anh em xem. Bây giờ dịch thì đi ra đường đâu được. Ra đường thì không tuân thủ nội quy anh em. Sao lại nội quy? À gì, chỉ thị. Quên lộn. Giờ bữa giờ coi clip của thầy giáo Lộc ấy. Vãi cái loài. Thầy giáo Lộc với chúng tôi. Trời, nhìn như cái xuyên hồ lô anh chứ. Đẹp. Anh nghĩ món này ngon không? Ngon, trứng cút là ngon. Trứng cút là ngon. Biết nãy mua trứng lộn hả? Trứng lộn sao làm ai? Trứng lộn mình không có xiên que, trứng lộn mình bỏ mình chiên luôn. Vậy cả nồi ạ. Ê, làm món trứng vịt lộn chiên thử. À. Anh xong anh đi luôn á. Ai, nãy giờ mình nấu là dầu nó đã già rồi nè, bây giờ mình thả trứng cút vô thôi. Giúp một tay trời. Trời, thả nhanh trời. Ui dồi ôi, gì cơ vậy? Đồ gì? Cái này là gì? Hồ lô. Kiểu ngọt hồ lô này. Này nó nổ không ta? Ui ôi, anh sống được không chưa? Chín rồi mà. Chín đầu. Rồi anh ơi. Anh ơi. Ôi. Quen thiệt luôn trời. Rồi vô lại cái đảo à. Giờ đảo nó rớt ra không ta? Không đâu. Cái giá á, cái chiên nó đựng cái giá nó mất rồi. Cái chiên là giá mà đè. Ôi, đè nó nước rồi. Đục, xếp, em xếp hình vuông luôn này, thấy chưa? Rồi. Mình chiên được nãy giờ 5 phút rồi anh em ơi, thì bắt đầu trứng cút nó sắp giòn rồi nè. Đó. Tầm 5-10 phút nữa là giòn không? Lửa lên thôi lần lần à, lại giòn lần. Trời ơi, chung là ăn trứng cút chắc lòi họng luôn á.
Anh tao ngủ mơ trứng cút. Từ nay chưa trứng cút luôn. Chưa ăn lần thâu, quán nào cho ăn nữa. Ăn gì luôn? Ăn gì vậy? Ăn Anh gì? Rồi, chín rồi anh em. À quên, vô ống rồi chứ. Mình gấp ra đây à. Gấp đây nó nguội ù ù. Nhìn này em tiếng, nhìn nó phóng lên nè. Sao? Ừ. Mình đâu có bỏ cái gì đâu. Đâu có bỏ cái bột chiên giòn hay là bột năng gì đâu mà nó cũng phóng nè. Nó giống cái gì ta? Sao giống trứng cút lộn vậy? Cá viên chiên. Trứng cút chiên. Thế nào hay thế nào mở bán trứng cút chiên hả? Ôi dồi. Trời, chung là anh ngấy luôn ạ. Ôi ô nó. Rồi, gấp hai cái đấy nữa để cho một cái que kia cho nó giòn nha anh em. Ôi ôi, trứng nó teo luôn. Trứng teo. Lúc đó em đang tưởng tượng tới cảnh mà ăn thì bên trong nó mềm mà bên ngoài nó dai dai giòn giòn. Rất là ngon. Đúng rồi. Chút thơm mùi dầu luôn á. Bây giờ cái bay mùi y xì cá viên chiên ạ. À. Ừ. À, đây là trứng cút chiên. À, chợ kia nó xong giòn nữa rồi, nên mình thưởng thức thôi. Chợ này thấy nhiều lắm mà ta. Nhiều đó, ăn không hết đó chứ, đó mà nhiều gì. Hồi nãy cũng nhiều không? Nó teo lại không? Em đừng cắn cái đây. À, được. Mâm vậy á. Mâm nha, nhưng mà cái cây nhìn như cái ngày xưa bên kia người ta hay anh gì, hồ lô đường á. À, nhìn đi xì cây hồ lô đường, nếu mà mình quét màu đỏ. Mà cái hồ lô đó làm bằng gì ta? Bột mì. Không, em trái gì á. Em nghĩ là bột mì. Bữa nào làm thử bay nghiên cứu thử cái đá là gì, Thái Trung Quốc hay phim hay Thái Holo á. Mình lên đấy mình search thử nguyên liệu nó là gì. Ừ. Đúng không? Rồi mình làm viên tam giác, đừng làm hình tròn. Đừng giác. Rồi giờ mình chờ cái đây nó giòn nữa là mình chiến thôi nha anh em. Được chưa? Được. Không, đang nghỉ không? Vậy thôi để cho nó giòn này. Lần này ăn cắp kìa. Rồi ăn cắp ai? Được. Chút nữa mà ăn mà kêu ngán là tôi cưới đầu rồi nha. À, một que cuối cùng mình đã chiên xong rồi anh em ơi. Thì mình nhúng bằng bếp lửa, nó không có điều cái que trên que dưới nên là mình chiên như đây thôi. Rồi, ăn thôi, ăn mừng 20k subscribe thôi. Từ từ chứ, mời cô chú hết chứ. Cô chú. Ăn trứng cút. Từ mà hả? Từ. Mời cô chú ăn trứng cút hả? Em chỉ trước hoa cầm chay. À, chúng mời bỏ xuống, chúng mời xuống. Bùng bỏ xuống đi. Rồi, mời đi. Mời. Mời cô chú. Mời cô chú. Mời cô chú. Anh trứng cút. Anh trứng cút. Anh mừng. Anh mừng. 20.000. 20.000. Subscriber. Kênh chú Khoa. Kênh chú Khoa. Cảm ơn cô chú nha. Anh thôi. Anh thôi. Anh thôi. Anh thôi. Báo đi. Báo rồi. Báo đi. Báo đi. Đồ vui ghét chút. Rồi bỏ đây ra bên này chút nữa anh không rác. Rồi bu khỏi chấm nha. Chấm cây ạ. Anh thôi anh em ơi, anh luôn. À, mình có hai loại nước chấm, đó là muối tiêu và tương ớt. Thì anh em muốn chấm gì chấm? Thích ăn tương ớt hay muối tiêu luôn? Tương ớt này. Ok, vậy mình sẽ ăn thử muối tiêu nha anh em. Vô, mà anh em nha. Sao có chút bọt không? Giống là chút không. Ăn nó giống gì ra? Giống gì? Nó giống trứng. Không, giống trứng là điều tất nhiên vậy. Ngon không? Ngon buồn. Quay. Nó giống trứng là giống trứng vậy, nhưng mà ra ra, để cắm thử tương ớt nè. Nó giống trứng nè, giống trứng rồi. Chỉ tục ký đâu mày quá con. Nó giống trứng là nó giống trứng đậu, nó là trứng mà. Ý là nó giống một cái loại này nè. Da cá. À, cái lớp bên ngoài da dai anh. Lớp bên ngoài
nó giống như cá. Vậy phải nói lên chứ, cái lớp da chưa nói xong mà anh nói mà ngu người. Đấy, hèn gì anh em mình không cùng quan điểm với chỗ đó. Đúng rồi. Được, mà anh em nha. Cá nướng tương ớt ngon hơn. Đúng rồi, món này ăn tương ớt này ăn giống như kiểu em làm thử muối tiêu chấm thử. Muối tiêu là người ta ăn luộc với lại ăn lộn thôi chứ. Cái này giảm muối ngon. Tương ớt này nặng thêm miếng chanh với các mấy miếng ớt ngon. Thôi. Chụp vá cả lúa tương ớt nặng miếng chanh nữa, đồ mế thua. Rất hợp. Hơi nghe luôn. Rất nghe luôn. Rất là coi nghe ngon. Gào lên coi tivi đi. Bù chắc máu anh cô mình em một chút xíu thì đang tắm rồi nên là không có xuống ăn mừng chung 20.000 sub với mình được. Tại vì làm clip nó hơi trễ à. Mà sao hôm ba em lại mua gà giờ hấp tỏi ăn mừng anh lại cản em tiếp. Ủa giờ anh gà luôn thế nè trời. Chứ không phải không tiền nè. Kiểu sao cũng cho đêm mua bia. Rồi ăn mừng là phải có bia. Đúng rồi, thằng nào tổ chức ăn mừng thằng đấy mua chứ. Qua mua rau. Qua mua. Qua vụ khác. Qua vụ đó em thua đồ anh mà. Quá, hồi qua tao thua đồ ông chí chứ. À bữa kia, bữa kia là em thua đồ cất cho anh. Đúng không? Ngon không? Ăn nữa không? Hay là xíu nữa ngồi góp cho ít người buồn bị ta. Bây giờ em ăn mừng mà. Đúng không? Em ăn mừng là chắc chắn là em phải mua. Nhưng mà ý là mình tới chúc mừng ai mình có quà gì người ta. Có. Cái quà rồi xách cái mỡ đi góp ăn chung nè. Muốn chung nè. Không được. Dạ có bạc vui rồi muốn. Có bạc vui rồi. Trời ơi dịch đây ai ăn đâu có quà trời. Mình sẽ ăn thử cái cây chiên chưa giòn này nha anh em. Vì cái đây là cây lửa nó còn nhỏ. Vô, mà anh em ăn như kẹo hồ lô đường của nhà bên Trung Quốc luôn. Rồi gọi là hắn là đường gì đó. Trời. Chúng ta ăn đó thì mình ăn nhiều nó sẽ ngán. Tại vì dầu mỡ nè. Nhưng mà đối với con nít thì mình nghĩ là mình thích ăn. Tại lúc nãy là bu ăn cơm no anh em ơi. Ngon à? Chỉ quê ăn cơm thiệt hả chứ. Được, tốt ăn, đồ nói vào trứng nha, đồ ông thần trứng nha, ông thần trứng đang ngồi sát bên kìa. Đúng rồi. Em có coi video TikTok lên tiếp. Khi mà ăn trong cái que xiêm nướng á, nhúc cái nè, cái cây tre nó bị ấy á, bị kiểu như là nó bị có cái miếng bên ngoài á. Muốn dèm á, đứt luôn à. Để em mau luôn, kéo luôn mày. Cái đấy gọi là trí bầu nữa đầu á. Trí que còn lại kèm theo sức mau ấy. Chứ quê mà lại sức mau à? Nhào vậy, nhào lẩu, đã gì vậy á. Thôi, thật luôn. Ăn quê đầu tiên thì nó ngon. Quê thứ hai thì ngán. Ngán là khô. Thiếu nước này nữa là em sẽ uống một miếng coca làm ăn tiếp. Trời ơi. Thôi đã thì thôi mà ly coca qua em cũng chứ. Không. Cô uống vị á. Vị nào? Cô với. Ăn thử không? Ăn chút nè ăn. Lòi họng nào vậy? Ngán không? Mỡ nhiều quá, ngán. Chứ sao? Lòi họng nào vậy? Em bị ốm rồi, đúng không? Rồi em không ăn dầu mỡ nhiều. Mình nhanh ngán mấy món dầu mỡ lắm. Là em muốn nãy đem trứng cút hấp bia. Hả? Được hả? Là bia nó ngắm lên trứng cút, mình ăn trứng cút xong mình xay là được luôn á. Thôi coi em không ăn được nữa đâu. Để cho anh Trí lừng cho chung nữa, bôi xíu anh tiếng mà ăn. Tại vì mình kiểu như mình ăn dầu mỡ hơi bị kém các bạn. Ăn xíu là ngán à. Đây là video mà mình làm với mục đích là ăn mừng 20.000 subscriber nha anh em. Thì giờ mua mấy cái đồ kia ăn mừng á. Thì mấy bữa nay anh Tiến làm clip á, anh em ăn rồi có đỡ ăn ngán không? Là muốn thử món trứng cút này thử ăn nó có ngon không nhưng mà nó ngán luôn. Nhiều không nhưng mà mình làm sai cách. Đúng không? Chiên như vậy là sai cách tại vì dầu mỡ nó càng ngán hơn anh em ơi. Mình rất cảm ơn hơn 20.000 bạn đã đang theo dõi và quan tâm ủng hộ mình nha. Thì mình sẽ cố làm những video hay cho anh em xem nhưng mà hiện tại thì đang dịch á nên là mình chỉ có thể làm ở nhà thôi. Nên là anh em xem video thông cảm cho mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha.
hãy để lại cho mình một like và một comment để ủng hộ mình nha. Và đừng đăng ký kênh. Và đừng quên đăng ký kênh để mình sớm nhận được nút bạc nha anh em. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em với những clip sau ngán ra. Lùng ăn nào? Ăn. Lùng ngán luôn rồi anh em ơi. Giờ mở nhiều quá. Không, coi mình dừng clip tại đây thôi. Bye bye anh em. Mới đây mình ngán trời.